bạn hẹn mới hạ được con cua nè. Hẹn em ơi, tiếp tục nha anh em. Ngay đầu luôn á. Chúc. Trời trời. Đây lại hàng khủng nha anh em. Bắn bay bá chưa? Rồi tiếp tục anh em ơi. Dạ. Giờ này thì nó cũng muộn, anh em mình về bắt đầu nhổ lông rồi mình sinh tồn nữa anh em. Thì lại là cảm giác này nè. Mê quá anh em ơi. Tan mà anh em miếng cá thò lòi nha. Ngon lắm nha anh em. Chấm cũng miếng ớt này đúng bà luôn. Vừa thơm vừa ngọt. Mời bạn ăn nha, tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền, ăn nha. Dứt. Có cái gì ngoài đồ gừng vậy nè. Thôi. Đã. Phê quá anh em. Lần đầu tiên em được đi trải nghiệm sinh tồn vậy. Đó, anh em phát hiện cua rồi. Trời ơi, sượt. Trời ơi, trời bay. Kể cánh em ơi. Ê, con máy được hả? Đây. Đừng cua nha anh em. Cua vàng. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Tới luôn, cho nó chóng luôn. Đây nè. Cua. Đây em. Anh em ơi, cua vàng. Ok. Trời ơi, đẻ đi trên đầu nó chút. Trên đầu nó rồi. Bài anh em ơi. Trúng. Đủ. Ha mà thấy con cua đậu khó bắn mà em. Không thấy luôn nữa. Hạng với hạng cua. À, xin lụm chim mấy nghe chú. Dạ dạ. Dạ. Anh em. Bạn hẹn mới hạ được con cua. Hẹn với em ơi. Tiếp tục nha anh em. Ngay đầu luôn á. Chứ để cho người nãy giờ chưa bắn được pha nào. Hello anh em, thì phát hiện mềm bịp rồi, nó ngóc đầu vậy rồi. Trời ơi, đập chẹt gì vậy? Không. Bắn full mà đập chẹt cái gì vậy kìa. Đó, anh em, cái đầu. Cái nghe ức á. Lùm ơi. Đúng là anh bao báo đấy. Chết luôn. Hèn quá hả ơi. Chắc con gái của hai bự lắm anh em. Trời ơi trắng bụng rồi. Quý quá em ơi. Đây. Trời ơi con cá nè. Anh em vô là trời ơi. Trời ơi. Có bự gấp đôi hơn cái nán của lại luôn á. Rồi tiếp tục. Anh em con gái tà lò nữa nha. Hải hay quá anh em ơi. Hải gình hải bắn quá. Bữa nay vô ngày của Hải ơi. Rồi tiếp tục. Chúng rồi. Tới. Gớt
rước rồi, nó rước ở phía trong đó đó. Hả? Ừ. Tìm chú đó được không? Mình đi đường này nè. Dạ. Nó chết chưa? Nó gục đầu chưa? Hả? Canh cái đầu nó hãy làm cho nó viên nữa hãy. Đây nè. Lẹ Hải ơi. Rồi vậy thôi, mình bình tĩnh vô mình bắt đi. Bắn lạc đạn á. Anh em kích liễu ngay đầu luôn thì lượm. Từ từ thôi anh em ơi, bình tĩnh. Nó vô đó là nó chết rồi. Anh em lại bắn hàng Việt nè. Nó lủi vô đây. Hải với anh em của mình nữa. Hai anh em vô dí. Đợi thì bọn quần dài anh em. Đợi vô cái không được. Nên thành ra hai anh em vô dí. Ủa này nãy em vô đó đậu trên cao hay đậu ở dưới đất vậy? Cánh nó gục phải không? Phê mà, đã anh bắn vô đâu anh biết mà. Thôi lại chụp đi em bắn hồ bấy mình nướng mọi cái không được á. Đã lắm anh em. Hôm nay lại bắn bằng cây cáo mini của loại nha. Hả, hẹ hàng khủng lắm nha anh em. Rồi, anh em nhớ không? Đẹp. Nó rất là nét, đẹp nha anh em. Hôm nay là đi với khẩu thun 13-19-104. Và khẩu thun này bắn rất là mạnh cho B7 nha anh em. Bắn lại chụp đi, em bắn vô mình á, rồi em sao nướng mọi vậy hải? Ôi giời ơi. Nè, lộ ra trong đường này luôn luôn nè em. Ai à, nói rồi, anh là gà đá chân tiền mà em. Nặng không? Thì nó tầm 1,5 kg ăn lên là xiền rồi. À này nãy em bồi thêm một cái nó gãy cánh hả? Em quýnh cái gãy cánh nè. Ôi. Anh ra người luôn. Sao em phải không? Phải không? Ôi. Đi chung với lại vlog hay sao? Quá đã không? Em bắn như 8 đầu không cấp dưới gì chân á. Tội nghiệp nhất là thằng em tôi nữa. Xong khoa. Đây. Hôm nay đi giao lưu với mấy anh em nha. Anh em. Thì anh bắn viên cỏ gì đầu không cấp dưới luôn trời. 3 viên 4 viên đầu rồi đó. Có bắn viên nào vô mình không vậy? Có viên của em mồi gãy cánh rồi. Trời ơi, anh ở ngoài anh hồi hộp. Trời ơi, anh em. Mày phải đứng dậy đó, xét coi em. Nè nè nè, lại đi rồi, anh chỉ viên đạn của anh bắn hồi nãy cho em coi đâu đây nè. Nè nó, em... nó đi dưới luôn rồi nè. Nó bắn, anh bắn đâu khu vực này nè, nè thấy không? Thấy chưa? Anh nói mà, nè. Bắn từ tim qua nè. Để mấy sáng ngàn nè. Quá tại anh em ơi. Sao ấy? Có đã. Sao? Tôi thấy mấy anh nước ngoại con Việt tôi để ý rồi ạ. Đâu em, cầm gian cánh nha, Hải. Mổ nè, mổ nè. Mổ hả? Mổ, còn không. Yeah. Đây. Lại hạ hàng khủng nha anh em. Bắn bấy bá chơi rồi tiếp tục anh em ơi. Dạ. Giờ này thì nó cũng muộn rồi, anh em mình về bắt đầu nhổ lông rồi mình sinh tồn nữa anh em, thì lại là cảm giác này nè. Về quá anh em ơi. Rồi anh em ơi, thì anh em mình cũng về rồi, tại vì sớm đi săn thì trễ anh em, đâu có săn nhiều đâu. Thì hôm nay hạ được cái hàng khủng nha, với một mớ cu. Anh em mình bắn một mớ cu với một mớ cá thò lòi nha anh em. Rồi bây giờ mấy anh em mình bật lông xong, mấy anh em mình sẽ nấu nướng ở đây luôn anh em ơi, sẽ nấu nướng cái bãi đá huyền thoại của mình đó. Còn đó là nhà máy nhiệt điện nha anh em. Rồi anh em nói xem video của loại nha anh em. Ôi, anh em ơi, cảm giác này đây thì anh em mình
đang nướng nè anh em. Đây, đây là quay sơ bộ cho anh em xem nha. Đó, anh em thấy gì chưa, mở tôm tôm đi kìa, đã lắm anh em ơi. Anh em nào mà ở gần gần chạy Vinh nha thì cứ liên lạc với lại là sẽ dẫn anh em đi săn trải nghiệm nấu nướng ở ngoài đồng vậy nha anh em. Đó, anh em thấy sao, ghê chưa, đã chưa. Thật ra hôm nay mấy anh em mình săn là không quá 3 tiếng đồng hồ nha anh em, chạy là nhiều, đi là chiều rồi, tại vì lại cái này công việc lại nhiều quá nên không đi săn nhiều đâu. Rồi đi săn được đủ mớ mồi anh em mình nấu nướng cho anh em xem thôi. Đó, Hải đang chở nha anh em. Rồi giờ lại đi làm nước chấm, làm nước chấm rồi xong rồi là sẽ, chính là sẽ quay tiếp cho anh em xem. Và lại thì hiện tại bây giờ mấy anh em mình cũng đã nướng xong rồi anh em, thì mồi màng đã chín. Cua nãy đi thấy mấy con nằm ở cặp máy kinh rồi mình có bắn luôn cua với hai con cá thòi lòi nè anh em. Bây giờ mấy anh em mình ăn thôi anh em ơi, mời toàn thể anh em ăn chung với anh em với tụi mình nha. Đây chuyền lông bi cho Hải, đâu Hải xé cái đùi con vịt đi em. Đó, trời ơi, này anh em giờ thấy à, đó trời ơi, trời đồ đá anh em ơi, anh em giờ mình khói ra bựng bựng luôn à, nấu cái khớp á. Đó rồi em em chơi cái đùi đi, Hải ăn cái đùi bên này. Đó anh em dòm cái cục thịt ức nè, thứ gì chịu nổi anh em. Đó trời ơi, trời nghe dộp luôn ha. Rồi lại đi, rồi lại với Hải với Bảo, mời toàn thể anh em ăn chung với mấy anh em mình luôn nha. Mời tất cả mọi người ăn nha. Rồi vô em. Quá đã luôn anh em. Rồi Bảo ăn em, mời mọi người nha. Rồi Bảo hôm nay đi lần đầu tiên đi săn chung với lại nha anh em. Anh em chung tỉnh mà nhưng mà trời quá ngon. Ngon em. Ngon mà mộng nước. Nào, dứt cái nữa đây. Em ăn thèm quá. À, chấm quớt anh em. Rồi đã quá anh em ơi. À, khu bia. Vô em ơi. Rồi mời toàn thể anh em trên kênh của loại uống chung với loại Long B này nha anh em. Mời tất cả mọi người nha. Mọi người nha. Rồi, vô. Vô. Ngon quá anh em ơi. Quá ngon. Rồi quá. Cua đi. Nè. Trời ơi, anh em coi nướng cua đi. Nó bể vỏ chưa này. Rồi giờ ăn cua này mình đâu cần cắn đâu anh em. Bóp ra là ra thịt luôn. Cua nè, cá nè. Càng đây. Rồi từ càng hả? Đây, anh ăn càng đó cho. Em ăn con cá đi. Nè, đây là để cho anh em xem. Nướng của tụi mình chín nó bể vỏ ra hết trơn luôn. Anh em xem cua còn chút xíu à. Đâu, chấm chim mua rồi. Anh em mọi người. Hải ê đổ 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 luôn đi quay. Cầm đồ lên quay nha. Rồi. Cầm máy cầm đồ lên em quay nha. Thôi lòi nha mọi người. Anh ăn cu đi. Cu. Đợi. Anh thích ăn cu. Anh thích ăn cu. Đây đây đây, đây. Nè anh em. Đó, búng. Này là mình búng cho nó ra mấy cái. Em có từng ăn cua nước mọi chưa? Chưa em. Anh chỉ ra nè. Cua nè ha. Đó, thấy không? Sạch chưa này. Cái bao tử này mình bỏ đi. Mình để đi. Đó không? Em cầm đây. Tách ra. Đúng không? Là nó sẽ chia ra bộ phận nè. Đây. Mời em. Mọi người cứ cua nha. Nóng. Lạ lắm á anh em ơi. Quá à. Lại thì nói chung là chim bự lại ăn nhiều rồi, như con này kia là ăn nhiều rồi, nhưng lại cái sở thích nhất luôn à là ăn con cu vằn với con tu hú. Đây. Để mời toàn thể anh em ăn chúng lại nha. Đã quá anh em ơi. Miếng dưa nữa. Vô. Mà anh em vô uống lại nha anh em. Vô. Đã quá anh em ơi. Anh em.
À, này mới đã nè, cho anh em xem nào. Cái dao kìa. Trời ơi. Chè chọt cái dao vô cái bộ thức á. Nè anh em, bây giờ cái da nó nè, rất là thịt theo quay á, giòn gùm gùm. Mình không có cắt nhưng mình sẽ sợi anh em. Trời ơi. Như thịt gà chứ. Như thịt gà, cắn đi anh em. Đã lắm hả? Nè, chơi luôn. Trời ơi, sớm à. Như sớm thịt gà chứ. Trời ơi, đã chấm miếng quớt anh em. Ngon quá, ngọt lắm ha, yêu không? Rồi, chấm ăn thôi. Má, anh em. Em đứng lúc bên kia mà em cái bệt. Tàn 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 tàn. Mà anh em miếng cá thò lòi nha. Ngon lắm nha anh em. Chấm có miếng ớt nè, đúng bài luôn. Vừa thơm vừa ngọt. Mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa. Giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Dứt. Có cái gì ngoài đồ gừng mọi người. Thôi. Đã. Phê quá anh em. Lần đầu tiên em được đi trải nghiệm sinh tồn vậy luôn hả? Đúng rồi. Cảm giác rất là và ngon và rất là đã. Nhưng anh em tiên mà được con ăn khủng nữa vậy ha. Anh thì vẫn được hoài à. Anh là thích ăn cái đơn giản nhất. Ngon quá anh này. Nó ngộ, nó ngộ nha. Là thịt đó, cái nó có tầng nè em, có hiểu không? Nó sẽ có tầng nè. Tầng này là riêng phải không? Còn tầng ở dưới này là riêng nè em, đúng không? Nó cái nó có lớp, giống như từ đây nó xui vô đây rồi đây nó sẽ ra đây, giống như thịt gà vậy đó. Khi mình bắn viên đạn vô nó chỉ dính ở phần ngoài, em bắn vô ức là không thủm, không ăn được. Trời ơi, xé thịt à, như thịt gà vậy. Để là quay cho Hải ăn cho anh em xem, ngon lắm anh em. Đây mời tất cả mọi người nha. Đây quá đã mọi người, ngọt ngọt chảy nước miếng, đẩy cái đá lên cái mồi luôn, nóng bóng. Thôi bây giờ lại kết thúc video tại đây nha anh em, video cũng quá dài rồi lại hẹn anh em ở video tiếp theo. Bye bye, tạm biệt toàn thể anh em, chúc anh em nhiều sức khỏe. Bye bye mọi người. Bye mọi người nha. Bye mọi người nha. Rồi tạm biệt anh em.